Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai mới vừa được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Luật đất đai mới sẽ có tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống xã hội. Sau đây là tổng hợp những điểm mới của luật đất đai năm 2024 có lợi cho hàng triệu người dân. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường thì khi nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc tiền hoặc đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc nhà ở. Đối chiếu với quy định tại Điều 74, Điều 77 Luật Đất đai năm 2013, hiện nay hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi chỉ được bồi thường về đất bằng đất nông nghiệp hoặc tiền trong trường hợp không có đất nông nghiệp để bồi thường. Đồng thời, khoản 6 Điều 111 Luật Đất đai 2024 quy định, người bị thu hồi đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng giao đất ở, nhà ở tái định cư. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi có đủ điều kiện bồi thường thì có thể được bồi thường bằng nhà ở. Tuy nhiên, đối chiếu với nguyên tắc bồi thường về đất đai khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai 2024 vẫn sẽ ưu tiên bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc tiền. Nếu được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng nhưng phải đăng ký khi lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Nói tóm lại, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, người có đất nông nghiệp bị thu hồi có khả năng được bồi thường bằng đất ở, nhà ở. Hiện nay chỉ quy định bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc tiền. Theo Điều 95 Luật Đất đai 2024, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi đất được bồi thường về đất khi đáp ứng các điều kiện sau. Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai, được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ, văn bản, công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người chúng đấu giá sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 có bổ sung nhiều nội dung quan trọng về đất trồng lúa. Trong đó, Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ thế nào là đất trồng lúa. Cụ thể, khoản 1 Điều 182 Luật Đất đai 2024 quy định rõ đất trồng lúa bao gồm đất chuyên trồng lúa và đất trồng lúa còn lại. Đất chuyên trồng lúa là đất trồng từ 2 vụ lúa trở lên. Như vậy, đất trồng lúa bao gồm đất chuyên trồng lúa, đất trồng từ 2 vụ lúa trở lên và đất trồng lúa còn lại, đất trồng 1 vụ lúa. Trước đây quy định thế nào là đất trồng lúa không được nêu rõ trong luật mà được quy định tại Nghị định số 35/2015 ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa. Theo quy định tại nghị định này, đất trồng lúa là đất có điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng từ 2 vụ lúa nước trở lên trong năm và đất trồng lúa khác. Đất trồng lúa khác bao gồm đất trồng lúa nước còn lại, trồng được một vụ lúa, nước trong năm và đất trồng lúa nương. Luật Đất đai 2024 quy định rõ thế nào là đất trồng lúa một mặt để thể chế hóa những quy định trong văn bản dưới luật, nhưng đã đủ rõ, đủ chín, thực tiễn áp dụng, không phát sinh vướng mắc. Đây là giải pháp hạn chế tình trạng luật khung, luật ống. Mặt khác, đất trồng lúa đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, nên được nhà nước bảo vệ rất nghiêm ngặt. Muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa phải tuân theo quy định rất chặt chẽ và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Quy định rõ thế nào là đất trồng lúa là cách để hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, bảo vệ diện tích đất trồng lúa.
Về trách nhiệm của nhà nước, Luật Đất đai 2024 kế thừa quy định của Luật Đất đai 2013 nhưng có sự thay đổi về vị trí, trách nhiệm của nhà nước trong việc có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao được đưa lên hàng đầu, cho thấy sự ưu tiên trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả trồng lúa. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trước đây được đưa lên hàng đầu, nay được đưa xuống dưới. Điều này là hợp lý, bởi khi năng suất trồng lúa được nâng lên thì với diện tích trồng lúa ít hơn, chúng ta vẫn đảm bảo được an ninh lương thực và các mục tiêu dài hạn khác. Điều đó giúp giảm áp lực bảo vệ đất trồng lúa, nhất là với đất trồng lúa thuộc diện bạc màu, chỉ trồng được một vụ mỗi năm, có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024 mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân và doanh nghiệp. Với quy định mới, quá trình này linh hoạt hơn, giảm thiểu thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng đất đai. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách mới trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng cần được tính toán cẩn trọng. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một trong những nội dung then chốt của Luật Đất đai, tác động trực tiếp đến khả năng khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai quốc gia. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đất đai cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ phát triển đô thị ngày càng tăng. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không chỉ tối ưu hóa giá trị đất đai mà còn tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể hơn về các loại đất được phép chuyển đổi mục đích sử dụng, đảm bảo việc chuyển đổi phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương. Đặc biệt, quy định mới cũng nêu rõ các trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đất ở hoặc đất công nghiệp phải được thực hiện trên cơ sở bảo vệ lợi ích cộng đồng và môi trường. Theo Điều 121 của Luật Đất đai 2024, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sẽ được áp dụng theo loại đất mới sau khi chuyển đổi. Một điểm nổi bật khác của Luật Đất đai 2024 là việc mở rộng các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép cơ quan chức năng. Quy định mới này không chỉ đơn giản hóa quy trình hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tăng quyền lợi, giảm bớt gánh nặng thủ tục. Điều 195 Luật Đất đai năm 2024 quy định đất ở tại nông thôn là đất để làm nhà ở và mục đích khác phục vụ cho đời sống trong cùng một thửa đất khu vực nông thôn. Căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao thức ở cá nhân tại nông thôn, đất ở tại nông thôn phải bố trí đường bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng công trình công cộng, công trình sự nghiệp, đảm bảo thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường. Và theo hướng hiện đại hóa nông thôn, nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.